Quê tôi vùng đồng chiêm trũng nghèo, người dân chịu thương chịu khó, lam lũ quanh năm, nhưng cuộc sống thiếu trước hụt sau. Mỗi lần về quê, trong tôi đều có những cảm nhận khác nhau. Và lần này cũng vậy, đến đầu làng, tâm hồn tôi đã dâng trào cảm xúc. Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm giác thật hạnh phúc. Đó là cảm nhận của đứa con xa nhà lâu ngày mới trở về bên mái ấm gia đình và làng quê. Làng quê giờ đây vừa lạ vừa quen. Lạ vì diện mạo quê hương như mặc áo mới, còn quen vì sau bao ngày xa cách, trở về nơi đã in dấu bước chân của tuổi thơ trên những con mương bờ ruộng với bao ký ức đẹp về miền quê nghèo khó năm xưa nay không còn nữa. Thay vào đó là miền quê trù phú, nhà xây san sát đủ kiểu dáng, lợp mái ngói đỏ, thật xinh và bắt mắt. Nhìn bức tranh quê, tôi cảm nhận được sự no đủ của miền quê yêu dấu. Con đường lầy lội, đất trước kia không còn nữa, thay vào đó là đường bê tông khang trang sạch sẽ, chạy dọc từ đầu làng đến cuối làng, luồn lách vào những ngõ nhỏ. Bên cạnh đó là những cột điện bê tông, bóng điện chiếu sáng. Hai bên đường làng như tô thắm bức tranh nông thôn mới, cảnh quê thật trù phú. Cánh đồng mẫu lớn trải rộng thẳng cánh cỏ bay như đến tận chân trời. Trước đây, cuộc sống khốn khó nên đến tuổi lao động là thanh niên nam nữ lũ lượt rủ nhau rời quê đi làm kinh tế, mong cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy mà nghèo khó vẫn đeo bám. Từ ngày quê hương xây dựng nông thôn mới, miền quê đã đổi mới hoàn toàn. Từ đường nội đồng, những con mương đều được kiên cố hóa, nước đầy ăm ấp ập bờ, phản ánh chân thực cuộc sống no đủ của người nông dân. Xưa các cụ ví von nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống, ruộng vườn có công chăm sóc nhưng không đủ nước tưới, giống lúa không đảm bảo thì làm sao có được những mùa vàng bội thu. Xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã, làng bản và từng mái ấm gia đình, giao thông nội đồng được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho xe ngược xuôi chở những bao lúa về phơi. Trước kia vào ngày mùa, nhà nông vất vả lam lũ gánh gồng, nhưng từ khi xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn được cứng hóa, người dân đầu tư xe máy công nông phục vụ sản xuất, giảm tối thiểu sức lao động. Thật tự hào khi người dân đã hiểu xây dựng nông thôn mới là gì, ai là người được hưởng lợi từ đó. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, chung tay góp sức biến miền quê khốn khó xưa kia trở thành trù phú. Về đến nhà, tôi ngạc nhiên bởi sự thay đổi của quê hương. Từ ngày quê mình cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc sống khá lên nhiều. Các cấp ủy đảng chính quyền luôn đồng hành cùng nhà nông, giúp sức hỗ trợ nông dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Con trẻ được đến trường đúng độ tuổi, không bỏ học giữa chừng. Chúng còn đua nhau phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập. Người dân nông thôn được tiếp cận với loại hình dịch vụ y tế hiện đại. Ngày trước khốn khó trăm bề, đủ ăn là tốt. Người dân mù về thông tin thì làm sao học hỏi cách làm giàu như bây giờ. Trẻ em được ăn học, vui chơi, được tiếp cận với công nghệ hiện đại. Cuộc sống người dân nông thôn giờ đây như phố trong làng. Đúng là quê hương đã đổi mới. Cuộc sống người dân thay đổi với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Ngày trước cả làng hiếm có chiếc xe máy nào. Vậy mà giờ đây ô tô, xe máy đi lại tấp nập, không còn cảnh đun rơm, dạ khói mù mịt. Ngày nào mà thay vào đó là những chiếc bếp ga gọn gàng sạch sẽ. Mọi gia đình đều có chuồng trại chăn nuôi riêng biệt và được xử lý chất thải
qua bẻ phốt, làm khí đốt, điện thắp sáng. Những ao làng được xây dựng, bài trí sạch sẽ và đẹp. Xung quanh bờ ao trồng cây lấy bóng mát, không khí thật trong lành mát mẻ. Chỉ có ở những miền quê, bức tranh quê thật đẹp đã cho tôi những cảm nhận dịu ngọt như lời bài hát quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày.